tuổi thơ, ai cũng quen với hình ảnh những chiếc máy bay giấy cùng ước mơ được bay cao, bay xa. Airpods, game xã hội đầu tiên về hàng không đã có mặt tại Việt Nam để nối dài những ước mơ ấy. Airpods không chỉ đơn thuần là điều khiển máy bay, mà quan trọng hơn, với óc sáng tạo và quản lý, bạn trở thành chủ điều hành sân bay. Thao tác chơi đơn giản, phát huy óc sáng tạo tối đa, đồ họa bắt mắt, đặc biệt cú nút sống động ở chế độ toàn màn hình. Airpods chỉ cần một tay, giữ ngay sân bay,